Đến hết tháng 10, thu thuế nội địa trên địa bàn tỉnh đạt 23.600 tỷ đồng, đạt gần 130% so với dự toán giao. Tuy vậy, hiện còn một số địa phương đến nay, nguồn thu vẫn chưa đạt do một số yếu tố khách quan. Đến nay, các nguồn thu ngân sách của các địa phương trừ tiền sử dụng đất đều đã cơ bản hoàn thành dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Trong đó, nhiều địa phương có số thu vượt cao như thành phố Hưng Yên và các huyện Văn Giang, Mỹ Hào, Văn Lâm, Yên Mỹ, Ân Thi. Tuy vậy, nếu cộng cả số thu tiền sử dụng đất, một số địa phương có số thu đạt thấp. Trên địa bàn huyện Tiên Lữ, thu ngân sách hết tháng 10 đạt trên 278 tỷ đồng và đạt 74% so với dự toán được giao. Một số khoản thu như cấp quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân do ảnh hưởng bởi một số chính sách gia hạn miễn giảm thuế. Năm 2023 thì chính phủ có quy định là giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước, thu tiền sử dụng đất và giá bất động sản. Thì năm nay nó giảm rất là rõ rệt và nó đã giảm rồi thì cái việc mà mua bán chuyển nhượng thì nó rất là hạn chế. Trên địa bàn thị xã Mỹ Hào, thu ngân sách đạt gần 1.500 tỷ đồng, trừ tiền sử dụng đất đạt trên 300%. Tuy vậy, do việc đấu giá quyền sử dụng đất của một số dự án và xã phường chậm, một số khoản thu đạt thấp, vì vậy so với dự toán mới đạt trên 31%. Tích cực triển khai các biện pháp đôn đốc thu nộp, khai thác các nguồn thu còn tiềm năng để bù đắp các khoản hụt thu, quyết liệt và tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý nợ, thực hiện nghiêm quy trình quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế, kiên quyết thực hiện việc cưỡng chế đối với các khoản nợ thuế dây dưa chây ì để thu kịp thời các khoản nợ vào ngân sách nhà nước. Theo tổng hợp của Cục Thuế, đến hết tháng 10 năm nay, các khoản thu sắc thuế đều hoàn thành và cơ bản hoàn thành. Tuy vậy, một số sắc thuế như tài nguyên, thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước và đặc biệt là thu tiền sử dụng đất đạt thấp. Vì vậy, cùng với các giải pháp về chuyên môn, các địa phương cần gấp rút đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, đủ điều kiện sớm đưa ra đấu giá đối với dự án giãn dân có hạ tầng cơ bản hoàn thành, điều chỉnh giá phù hợp với tình hình thị trường, đẩy mạnh khai thác tối đa quỹ đất xen cư, xen kẹt, đôn đốc các nhà đầu tư kịp thời nộp tiền sử dụng đất của dự án khu đô thị, kiên quyết xử lý đối với những trường hợp cố tình chây ì, không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.